Ơi, xin chào các bạn. Trong cái video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu, tức là một cái giá gọi là cái một cái giá ad, một cái giá bid. Thì bây giờ các bạn thấy là đối với trong cái phần mềm giao dịch MT4 thường thông thường nó luôn luôn là liệt kê hai cái giá. Ví dụ như bây giờ anh chị thấy là đây là giá thấp nè, đây là cái giá cao nè. Thì bây giờ cái giá thấp được gọi là cái giá bid, còn giá cao được gọi là cái giá ad. Thì thường để định nghĩa cái này thường nó dễ lẫn lộn lắm. Nếu chúng ta là người mới tham gia thị trường chúng ta hay lẫn lộn lắm. Bây giờ để có thể dễ nhớ hơn một cách đơn giản thôi. Bây giờ các bạn thấy rằng đây nó có hai giá, giá thấp và giá cao. Thì bây giờ nếu các bạn mà thực hiện một lệnh bán ra thì bạn sẽ chấp nhận bán giữa giá này. Và nếu các bạn thực hiện một lệnh mua vào thì coi như là bạn chấp nhận một tài đặt thực hiện lệnh mua với cái giá trên đây. Thì bây giờ để hiểu rõ hơn, chúng ta giả sử như chúng ta đặt nè, đặt lệnh mới là new order nè ha. Thì bây giờ chúng ta thấy nè, bây giờ chúng ta thấy là cái giá mua, nếu chúng ta mua thì chúng ta mua giá là 1.7 và 23 thì đây trang ở đây nè, 24 và 34 chỗ này. Còn nếu chúng ta bán thực hiện lệnh sale thì chúng ta bay theo ở giá dưới đây, tức là giá dưới đây. Đó, nó đơn giản như vậy thôi. Và cái việc mà chúng ta nó tồn tại hai cái giá là cái điều hiển nhiên. Cái chuyện nó rất là bình thường. Để có thể hình dung nó đơn giản hơn thì bạn như thế sao? Khi bạn ra một cái tiệm vàng, bạn thực hiện việc mua vàng thì bạn thấy rằng tiệm vàng nó luôn luôn niêm hai cái giá, một cái giá rồi là cái giá thâu vào và một cái giá bán ra. Thì các bạn thấy rằng cái giá thâu vào của cái tiệm vàng ấy, luôn luôn thấp hơn cái giá bán ra, bởi vì việc thâu vào bán ra vậy thì cái tiệm vàng nó mới có lời. Thì trong thị trường này cũng vậy, chúng ta hình dung rằng đây là thị trường thì cái phạm vi thị trường nó lớn hơn rất là nhiều so với một cái tiệm vàng nhỏ. Tôi mượn cái hình ảnh tiệm vàng để cho các bạn có thể hiểu được cái cách vận hành của nó và cách tính toán của nó, tại sao nó tồn tại hai cái giá như vậy. Khi tham gia thị trường thì chúng ta phải chấp nhận cái đó thôi. Rồi có thêm một yếu tố đặc biệt nữa là chúng ta lưu ý cái sự chênh lệch giữa cái giá mua vào và cái giá bán ra này đó. Thì người ta gọi là spread, tức là lấy ở trên trừ dưới thì nó ra gọi là spread. Spread này tức là một chấm chín. Đặc biệt là đối với cái sàn quốc tế thì chúng ta lưu ý như sau. Cái spread này nó luôn luôn là thay đổi, nó là liên tục gọi là co giãn, tức là nó phụ thuộc vào thị trường. Có nghĩa là lúc có thể là nó sẽ tăng lên, lúc nó giảm xuống. Thì cái đó là một trong những quy tắc vận hành bình thường của thị trường. Do đó chúng ta cũng không có gì ngạc nhiên. Vì vậy mà để khi tham gia các bạn thấy những cái dấu hiệu này thì hiểu rằng đó là cũng là một cái những hoạt động bình thường của thị trường thôi. Rồi, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về cái giá bid và giá ask, hay nó tóm lại là cái giá thâu vào và giá bán ra. Thì các bạn có thể nắm được cái khái niệm đó để chúng ta hiểu dễ dàng hơn. Tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cái video kế tiếp của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Ngọc Trân, là á quân của giải vô địch Forex thế giới 2018. Trong suốt thời gian tham gia cuộc thi, tôi liên tục ứng dụng những kiến thức mà tôi đã tích lũy hơn 12 năm qua. Và kết quả thành công này đã minh chứng rằng những kiến thức tôi đã chia sẻ cho học viên của mình là cực kỳ hiệu quả. Và một điều tuyệt vời hơn nữa là tôi đã cô đọng và hệ thống lại toàn bộ những kiến thức để giúp tôi thành á quân giải vô địch Forex thế giới 2018. Tôi sẽ giúp bạn hàm thụ và áp dụng ngay những kiến thức này chỉ với 3 buổi học. Hẹn gặp lại bạn tại khóa học của tôi.